Sự bùng nổ của mạng xã hội đã trở thành mảnh đất màu mỡ để các loại tội phạm sử dụng công nghệ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây nên nhiều hệ lụy tiêu cực. Tại thành phố Đà Nẵng, ngay khi vừa mới thành lập, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố đã bắt tay ngay vào việc ngăn chặn thành công một đối tượng sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn. Sau Tết, Công an thành phố Đà Nẵng nhận được nhiều nguồn tin trình báo của các bị hại về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khoản vay. Mặc dù mới thành lập nhưng những cán bộ chiến sĩ của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố đã bắt tay ngay vào việc truy xét và làm rõ vụ việc. Khó khăn lớn nhất đặt ra lúc này là mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trên không gian mạng. Khi đã lấy được tiền thì mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Tiến hành các biện pháp trinh sát thì các trinh sát đã phát hiện được cái vị trí cũng như xác định được đối tượng, tiến hành mời đối tượng làm việc bằng những cái cơ sở chứng cứ trước đó các trinh sát đã thu thập thì đối tượng đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình. Khai nhận với cơ quan công an, từ tháng 4 cho đến tháng 10 năm 2021, Phạm Văn Sơn, 35 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã sử dụng sim rác tạo các tài khoản trên mạng xã hội với nhiều tên gọi khác nhau để đăng tải trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản và không cần thế chấp. Nhiều bị hại liên hệ và được Sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay. Sau khi được bị hại tin tưởng chuyển tiền thì Sơn cũng biến mất. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Sơn đã chiếm đoạt của hơn 60 bị hại ở thành phố Đà Nẵng và các đơn vị khác số tiền hàng trăm triệu đồng. Đáng nói hơn, chính Sơn cũng là nạn nhân của thủ đoạn nói trên, nên dùng đúng cách này để lừa lại những người dân có nhu cầu vay vốn. Tháng 3 năm 2021 em có nhu cầu vốn vay tiền và cũng đi trên Google gõ thì cũng có số điện thoại và họ cũng kêu ra đi theo lộp và em cũng bị mất hơn 10 triệu. Vào dịch em lại không có việc, mà hai nữa là thu nhập thì lại không có, thì em cũng có nảy sinh ý định là như vậy để em lừa người khác. Thực tế cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đòi hỏi công tác đấu tranh cần có sự nghiên cứu và am hiểu chuyên sâu. Tại thành phố Đà Nẵng, trong thời điểm thích ứng linh hoạt vẫn tồn tại tình trạng người dân cần vốn làm ăn, tiền vào chiêu trò vay được nhiều mà không cần thế chấp. Và biết bao bẫy lừa cứ lơ lửng giăng sẵn trên không gian mạng chỉ chờ bị hại sập bẫy. Đề nghị người dân khi mà thực hiện các cái nhu cầu vay vốn thì đến các cơ quan nhà nước, các tổ chức tín dụng đang hoạt động, tránh cái trường hợp là vay rồi mượn qua mạng để phát sinh các trường hợp tội phạm mà cũng là gây thiệt hại cho bản thân và gia đình mình. Bên cạnh các biện pháp ngăn chặn xử lý quyết liệt tội phạm sử dụng công nghệ cao của các lực lượng chức năng, người dân cần luôn tỉnh táo, tìm hiểu, xác minh kỹ các thông tin để tránh tiền mất tật mang, góp phần chặn đứng loại tội phạm tàng hình trên không gian mạng.